bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái máy ánh sáng sinh học 7 màu Xplus. Mình sẽ bật nút nguồn phía sau nha các bạn. Mình sẽ dùng cảm ứng. Mình sẽ nhấn cái bắt đầu, mình nhấn start ha. Bắt đầu mình chỉnh thời gian trước. Nó sẽ tăng giảm thời gian theo lúc này T. Và mình chỉnh màu color. Nó có 7 màu nha các bạn, một màu cái đỏ này. Đây là màu xanh dương. Xanh lá cây nè. Bảy màu. Thì mình chỉnh color xong mình muốn cho tăng giảm cái ánh sáng á. Tăng giảm ánh sáng thì mình sẽ chỉnh cái phần Y. Đó, 3 mức. Mình tắt máy là mình nhấn start để mình tắt nha các bạn. Để mình cái máy này nó sẽ mình xây được cái phần trục đây mình xây được nha các bạn. Con trục ở trên mình cũng xây được luôn. Nghĩa là trục này với trục trên là đều xây được. Còn cái này khi mình chiếu mình sẽ mình gặp cái này lại này. Gặp hai cái đầu gặp nhẹ thôi các bạn. Mình đừng có ráng, mình cố gắng mình gặp mạnh nha. Đó, mình gặp hai đầu thì nó vô là được nha.